Đây mưa sao kho mà đòn á, sao kho thì ai ca bắt đầu ca bắt đầu khnạp tầm ngôn pi gram nít gram ca bắt đầu khnạp tầm ngôn pi gram tư chia kg nâng g
gram chẳng mình thấy tha kê u thò này muối thì ao dây bay tới chia gram kilogram phong tới chia gram phong thì chẳng đăng tha buôn con bay rồi gram này ta xa nâng còn mang kilogram hay có xa nâng còn mang gram à lấy dây bay tam thùng đá má bay tam thùng đá sắn lấy dây đăng hai tha không muối kilogram mà mùi con gram này nó cho đi đo buôn con gram Visma đang có mán chứ dương mình đặt thả buôn con này nó dương mình bay trên tay này anh ấy bay đâu đặt xe như là buôn con xe nó buôn con đấy gram bô chung môi bay rồi gram mà nó dương bay trên phía vô bay rồi đặt xe hai đọc thì buôn con đặt mặt xe mà lại bạn ấy mà nó bây giờ vô buôn con bộ bay rồi smart buôn con bay rồi à smart nhưng nhân làm bay đặt phê nó ở lại buôn con gram đi ta smart nó còn mang kilo gram hả buôn con gram đi ta smart còn mang gram nó buôn kilo gram buôn con gram mà mang kilo gram mà buôn kilo kilo gram chắc bao nhiêu vô đặt thả buôn con đấy chạy ơi mà con ba mẹ ba nó buôn con chạy ông con hay buôn con chạy ông con ba mà bán buổi chứ buôn con chạy ông con ba con để hai một mùi bày rồi ba mẹ một bay rồi ba này, à lại buôn con chạy một con, chạy ta khơi má, buôn, kilo gram, kilo gram, sa này, à, buôn kilo gram, hỏi nhân gì ha, buôn con chạy một con, ba má. Bạn buồn mày nó bạn buồn chưa bạn ấy có mà bay rồi gram nè vì lúc cái ai mà bay buồn con bay rồi gram này ai tay chỉ lô gram phong tay chỉ gram phong chứ nhưng bay mà như thà buồn con chạy ai mà con cứ sao buồn lô gram đấy buồn lô gram tập đi gram đấy cứ nè bay rồi ngày gram nhớ nhưng khi dân chơi thà đổi nế rồi nãy dương vô lê nhạc đàm lăng vĩnh nè rồi nãy nít lê là cái đạo nít buôn con bay rồi gram nít smart là màn nít là khỏi dương khơi buôn con kilo gram hay năng bay rồi gram chọc lấy chứ chung lại tất cả năng lại đi chơi đo lòng hát tí bí mà lấy mua cửa đặt cái áo tỏi để xoa phơ cái này hai chân dương mới cho đoàn hai lịch pi chân miền co khó dương phơ một phần như đuổi hai chân cô khô ngô cho chô chô nhớ đo thò này ấy chú ai để xa làm một phần chân cái tháp răm kilo gram ấy nâng bay rồi gram ấy ta xoa nó mang gram pi kilo gram và pi rồi gram ấy ta xoa nó mang gram hay anh đi được kia này được kia to chứ dân con ta bằng pin không mấy giờ bàn gram ta dân bằng bài tới về đâu về tới chỉ gram dân run lực mạnh tịch nè dân dân đang tha năng mùi kilo gram nè vi sma đang bằng mang gram và bằng quan gram nữa và bằng quan gram chân mùi kilo gram và quan gram cái này dân phải đâu pi kilo gram nè từ chỉ gram cứ dân con nắng mà con nè ba sân chia gram ní dân từ lập mà pi từ chia kilogram vậy cái này ha rồi đó thầy dân bắt đầu pi gram từ chia kilogram vậy cứ dân chạy áo mà con nè nhớ nhiều đoàn tiền á, nhưng đang hay tham vui cái lâu gram với smart nó một bon gram, con tay bớt sân chặn này nè để ít
bom bai ở dương đô tới chia kilogram ở đô tới chia gram u đó là đô tới chia gram chứ pi kilogram này tới chia gram cứ dương vô lê chấm quân lê đại dương miền á từ con năng một quan tới khơi kilo khơi gram hơi nè bao nhiêu tiền bờ sân chỉ dương đô pi gram tới chia kilogram dương vô chấm quân lê đại kỳ ao nắng tới chạy năng một quan tới cứ khơi kilogram hơi nè để sáng vô chẳng lấy đi kê đô chắc pi kilogram phong gram phong tới chia gram gram được không là gram gram nói gì tăng á à kilogram đi cứ dương con nâng mà quan nè á con nâng quan hai bột nắng bảy rồi nè hai pi kilogram đi nâng ba rồi gram tiền chắc mình đây hai pi kilogram cũng là thà cái na đô pi kilogram tây gì gram thì dương con nâng mà quan chắc như vô pi đi con quan tới hơi má hơi pi pi quan hai bột chỉ mười gram tiền tới thì lúc ghe đô tây trăm gì gram tại sao đi miếng gram sao chắc pi con nâng mà quan hai bột nâng khoảng pi rồi đấy ta sma phần mà cứ sma khoảng pi small pi pon phẩm pi rồi gram nhớ ta làm một bên được à lúc hẹn bằng chat.